Hey, xin chào anh em, lại là mình đây. Mình là Minh Khang đến từ Con 68. Thì cũng như thường lệ thôi, mình sẽ xuất hiện trong những video để có thể đem đến cho anh em những cái thông tin mới nhất của thị trường diễn biến trong khoảng là trong một vài ngày qua, để cho anh em có thể nắm bắt được cái xu hướng của thị trường nó đang chuyển biến, nó đang chuyển động liên tục như thế nào. Thì trong ngày hôm nay thì mình chỉ tập trung duy nhất vào một cái tâm điểm để có thể truyền đạt đến cho anh em một cách nó khẩn cấp nhất thôi. Tại vì mình cảm thấy rằng là cái thông tin này nó là một cái big news, nó là một cái thông tin rất là lớn đang xảy ra trên thị trường hiện tại. Và cái thông tin này nó cũng mang một cái yếu tố khẩn cấp nữa, nên mình muốn làm ngay lập tức cái video này để có thể đem đến cho anh em những cái thông tin nó xác thực nhất và nó kịp thời nhất vào lúc này ha anh em. Thì mình sẽ không dài dòng nữa và mình sẽ đi thẳng trực tiếp vào cái nội dung của video ngày hôm nay thôi. Thì cái tâm điểm thông tin mà mình chỉ muốn truyền tải duy nhất trong cái video này đó chính là sao anh em? Đó chính là cái tình trạng hiện tại bây giờ của Hoa Kỳ. Tức là bà Janet Yellen này á, bả là bộ trưởng tài chính mới của Hoa Kỳ trong năm nay anh em. Thì á, cái tình trạng hiện tại là sao? Là Hoa Kỳ sẽ có nguy cơ vỡ nợ rất là cao. Và cái nội dung chính là sao? Nội dung chính là tại vì á anh em, Hoa Kỳ đang phải lưỡng lự ở trong một cái trường hợp người ta gọi là tiến thoái lưỡng nan đó anh em. Tức là sao? Tức là cái mức nợ trần của Hoa Kỳ á, nó vào khoảng là tầm khoảng là 28.000 tỷ thôi đó, nhưng mà cái mức nợ công của Hoa Kỳ á thì nó rơi vào tầm khoảng là 28.400 tỷ, tức là nó cao hơn cái mức nợ trần. Và để giải thích hơn cho anh em rõ về tại sao nó lại có những cái mức nợ này đối với chính phủ Hoa Kỳ, là tại vì á chính phủ Hoa Kỳ phải thực hiện những cái khoản nợ này để có thể bổ sung trong cái vấn đề ngân sách của mình, để có thể là trả lương cho những nhân viên liên bang, những công nhân viên chức trong bộ máy nhà nước, cũng như là phải đảm bảo được cái lượng ngân sách để có thể thực hiện những cái chính sách đối nội đối ngoại, hoặc là cơ sở hạ tầng trong quốc gia, an sinh xã hội vân vân mây mây như vậy đó. Thì chính phủ Hoa Kỳ phải thực hiện những cái khoản vay này, và nếu anh em mà theo dõi tình hình trên thế giới thì bất cứ nước nào cũng phải có những cái khoản vay như vậy để có thể thực hiện những cái an sinh phúc lợi, những cái cơ sở hạ tầng cho đất nước để phát triển kinh tế đi lên. Mà cái lý do để khiến cho Hoa Kỳ đang đứng trên bờ vực gọi là vỡ nợ đó anh em, là tại vì cái mức nợ công của họ nó cao hơn cái mức nợ trần của họ rồi. Và cái vấn đề mà nó cao hơn như vậy là nó đã xảy ra vào tháng 7 rồi, nhưng mà tại vì Bộ Tài chính Hoa Kỳ á, được đứng đầu bởi bà Janet Yellen này á, là đã trì hoãn được cái việc gọi là trì hoãn cái việc nâng nợ trần lên. Tại vì là sao? Nếu mà không nâng mức nợ trần lên á, mà nợ công mà nó cao hơn mức nợ trần á, thì sẽ vỡ nợ đó. Nhưng mà cái điều này nó xảy ra vào tháng 7, nhưng mà rất là may á là Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã trì hoãn được cái việc này, nhưng mà đến thời điểm hiện tại á là sẽ không trì hoãn được nữa anh em. Và theo cái thông tin sáng nay mình vừa nhận được đó, là bà Janet Yellen bà đã cảnh báo rồi là đến ngày 18 tháng 10 nè anh em, 18 tháng 10 nếu mà các nhà lập pháp của Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ mà không có thông qua, không đưa ra những cái chính sách để có thể nâng mức nợ trần lên, thì dĩ nhiên Hoa Kỳ sẽ vỡ nợ. Và cái vỡ nợ này nó sẽ ảnh hưởng như thế nào thì mình sẽ giải thích cho anh em ha. Đầu tiên á, khi mà cái việc mà Hoa Kỳ vay bằng cái việc phát hành trái phiếu của mình như vậy á, thì trong cái lịch sử phát triển của Hoa Kỳ thì anh em biết đất nước Hoa Kỳ á, họ là cái trục trung tâm kinh tế của thế giới rồi, là một nền kinh tế đứng đầu thế giới đúng không? Vậy thì á, cái uy tín trả nợ của họ rất là cao nha anh em, tức là họ trả nợ một cách rất là đúng hạn, và họ trả nợ một cách rất là tuyệt đối trong xuyên suốt cái lịch sử của họ. Vì vậy cái mức độ uy tín của họ đối với ngành tài chính thế giới được xem như là nền tảng, tức là họ là cái trục để thế giới noi theo đó. Vì vậy nên cái mức độ uy tín cho vay của họ rất là cao đó, nên là anh em có thể thấy được rằng là các khoản vay của họ bằng cách phát hành trái phiếu á, thì Hoa Kỳ phải trả một cái lãi suất rất là thấp đúng không? Tại vì khi mà anh đi vay mà có uy tín anh cao thì cái lãi suất của anh sẽ được hưởng lợi đó. Nhưng mà hiện tại á, nếu mà cái nguy cơ vỡ nợ này xảy ra thực sự đó anh em, thì cái mức độ uy tín của Hoa Kỳ trên thế giới dường như sẽ bị giảm sút rất là nhiều, và điều đó sẽ tạo nên cái đòn bẩy tiếp theo là những cái khoản vay của Hoa Kỳ sẽ không có còn được như trước nữa. Vì thế khi mà khoản vay không còn như trước nữa thì chính phủ liên bang, nhà nước hoặc là những người đứng đầu của bộ máy chính phủ Hoa Kỳ đó, họ sẽ không có ngân sách để mà họ triển khai để mà phát triển kinh tế hơn nữa. Vì vậy nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ đi vào một cái giai đoạn người ta gọi là giai đoạn thoái lui đó anh em, tức là nó sẽ không còn mạnh mẽ như trước đây nữa. Đó là cái
cái hậu quả đầu tiên mà sẽ xảy ra nếu như Hoa Kỳ để cho cái tình trạng vỡ nợ này nó xảy ra thành hiện thực. Và cái lý do thứ hai mình muốn đem đến cho anh em chính là sao? Chính là khi mà cái việc vỡ nợ Hoa Kỳ xảy ra đó, thì các trái phiếu trong kho bạc nhà nước Hoa Kỳ sẽ bị bán tháo một cách rất là mạnh mẽ, và từ đó nó khiến cho cái lãi suất của cái trái phiếu Hoa Kỳ nó tăng vọt lên. Đó, mà anh em biết được không? Chính là cái lãi suất, cái lợi suất đó, cái lợi suất của trái phiếu Hoa Kỳ từ đó đến giờ luôn, nó là một cái cột mốc tiêu chuẩn để cho những cái thị trường tài chính khác, như là thị trường phái sinh nè anh em, thị trường chứng khoán nè, và tất cả những cái thị trường tài chính khác đang chuyển động ở trên toàn cầu lấy làm tiêu chuẩn. Đó, vậy thì sẽ là câu chuyện ra sao nếu như mà lãi suất tăng vọt lên như vậy, trái phiếu Hoa Kỳ bị bán tháo một cách cực kỳ mạnh mẽ như vậy khi mà Hoa Kỳ vỡ nợ? Thì dĩ nhiên một câu chuyện sẽ xảy ra rằng là tất cả những thị trường tài chính trên thế giới, từ chứng khoán, từ phái sinh, tất tần tật sẽ đều đổ sập ngay lập tức nha anh em. Đó là một cái điều vô cùng nguy hiểm mà mình đang cảm nhận được, để mình có thể truyền tải cho anh em. Và ngay cả trong chính video này, khi mà mình nói, truyền tải thông tin cho anh em, thì mình cũng cảm thấy run nữa. Thật sự mình muốn chia sẻ cái cảm xúc đó của mình ngay hiện tại đến cho anh em luôn. Đó. Và cái điều thứ ba là sao? Cái điều thứ ba là cái lợi suất của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ khi mà nó tăng vọt lên như vậy đó, thì nó sẽ ảnh hưởng gì? Đây là cái hậu quả thứ ba nha. Tức là sao? Tức là những người dân của Hoa Kỳ á, các nhà đầu tư Hoa Kỳ không chỉ bị ảnh hưởng một cách rất là nghiêm trọng nặng nề trên thị trường chứng khoán không đâu, mà những hộ dân bình thường của Hoa Kỳ, những người dân sinh sống tại đất nước Hoa Kỳ, họ sẽ bị ảnh hưởng là những cái khoản vay của họ sẽ trở thành vay nặng lãi. Tại sao mình nói điều này? Tại vì khi mà cái lợi suất trái phiếu của kho bạc Hoa Kỳ tăng lên đó, thì những cái khoản vay của họ, khi mà họ vay để họ mua nhà, mua xe, họ trang trải cuộc sống gia đình của họ, họ trang trải những cái nhu cầu cần thiết đối với một hộ gia đình đó, thì các khoản vay đó nó sẽ, cái lợi suất đó nó sẽ tăng vọt lên. Tức là bạn có thể vay nợ nhưng mà lãi rất là cao, và điều đó nó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến cái đời sống sinh hoạt, cái nhu cầu hàng ngày của người dân tại Hoa Kỳ, của những người lao động bình thường tại đất nước Hoa Kỳ này. Và bạn biết rằng là nếu mà cái sự phát triển đời sống về tinh thần, đời sống về vật chất của một người dân, của một người lao động bình thường tại một quốc gia nào đó nó bị ảnh hưởng, thì chắc chắn rằng là GDP của quốc gia đó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo. Và dĩ nhiên rằng là câu chuyện này nó sẽ kéo theo một cái hiệu ứng domino rất là mạnh, liên tiếp như vậy, từ bộ máy chính phủ kéo xuống đời sống của những người dân bình thường nha anh em. Và đặc biệt hơn, tức là cái lợi suất của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ đó, thì nó lại là một cái tiêu chuẩn khác để dựa vào đó, để mà căn cứ, để mà đối chiếu với những cái lãi suất vay bình thường. Đó, vậy thì khi mà cái lãi suất tăng lên, dĩ nhiên lãi vay bình thường nó sẽ tăng lên. Đó anh em. Và mình chắc chắn được rằng á, là cái sự đổ sập của toàn bộ ngành tài chính, không chỉ đến ngành tài chính đâu, mà còn về đời sống của người dân Hoa Kỳ và các nước trên thế giới nữa, cũng sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng nếu mà Hoa Kỳ để cho cái việc vỡ nợ này xảy ra. Đó, thì á, đó là ba cái hậu quả mà mình muốn đem đến cho anh em một cái nhìn nó tổng quan nhất, nó khách quan nhất trong cái video ngày hôm nay. Vậy thì các nhà tài chính, các tổ chức tài chính lớn đã nói gì? Thì anh em biết á, ông Jamie Dimon á, ổng là CEO của ngân hàng đầu tư dường như là lớn nhất Hoa Kỳ luôn, và cũng như là một trong những cái ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới là JP Morgan đó anh em. Thì ổng nói rằng á, là nếu mà Hoa Kỳ á, để vỡ nợ một cái mức độ cấp quốc gia như vậy, thì đây quả là một cái ngày tận thế của tài chính toàn cầu. Và những người khác họ cũng có một cái quan điểm như vậy. Họ nói là chúng ta sẽ tiến đến một cái thời kỳ vô cùng đen tối, và nó có thể nó kéo dài đến hàng chục năm, hàng trăm năm. Đó, vậy thì anh em nghĩ rằng là thị trường tiền mã hóa của chúng ta là một thị trường vốn dĩ non trẻ như vậy. Đó, chúng ta vừa trải qua tầm 1-2 tuần phải đối mặt với những cái cơn bão phết đến từ Trung Quốc nè. Đó, chỉ mới như vậy thôi mà thị trường của chúng ta đã điêu đứng như vậy rồi. Vậy thì trước một cái cơn bão nó dường như là nó khổng lồ và nó cấp độ cực kỳ mạnh hơn Trung Quốc như vậy, thì thị trường của chúng ta sẽ phản ứng ra sao đây? Đó, vậy thì đó là những cái thông tin mà mình muốn mang đến ngay lập tức cho anh em trong ngày hôm nay. Và dĩ nhiên rồi, trong quá khứ thì Hoa Kỳ cũng đã phải đối mặt với cái tình trạng này rất là nhiều lần rồi. Điển hình là năm 1995 nè, năm 2011 và năm 2013. Nhưng mà Hoa Kỳ đã thoát khỏi cái viễn cảnh này trong gang tấc. Thì mình nghĩ rằng là trong khoảng 3 tuần, đó, trong khoảng 3 tuần sắp tới, đến ngày 18 tháng 10, thì cái việc
mà quốc hội, các nhà lập pháp của Hoa Kỳ có thông qua cái việc là điều chỉnh cái trần nợ cao hơn hay không, để giúp cho Hoa Kỳ thoát khỏi cái biện cảnh này hay không, lặp lại cái bức tranh tương tự như quá khứ, để cho hiện tại của chúng ta có một cái tương lai nó tích cực hơn, nó tươi sáng hơn. Thì mình nghĩ rằng là các nhà lập pháp tại Hoa Kỳ sẽ có những cái biện pháp điều chỉnh hợp lý để giúp cho nền kinh tế của Hoa Kỳ cũng như là nền kinh tế toàn cầu chuyển biến theo một chiều hướng tích cực. Và mình nghĩ rằng là tất cả những anh em đang xem video cùng với mình cũng đang mong cái viễn cảnh đó tương tự như mình mà thôi, chứ không ai mong một cái viễn cảnh là Hoa Kỳ vỡ nợ rồi tất cả đều đổ sập như vậy cả, đúng không anh em? Vậy thì cái thông tin mà hai thông tin nhỏ tiếp theo mình muốn truyền tải cho anh em á, chính là cũng trong ngày hôm nay đó, thì CEO Elon Musk đó, thì ông á là một người đã quá nổi tiếng với thị trường của chúng ta rồi đó, thì với những cái trò đùa như là về trò đùa về Dogecoin, Shiba Inu hay là Floki đó, thì ông cũng đã lên tiếng về những cái mà rào cản pháp lý của Hoa Kỳ cũng như Trung Quốc đang siết chặt gần đây đó. Thì ông đã thẳng thắn chia sẻ một cái quan điểm mà thôi, thì ông thẳng thắn chia sẻ rằng là những cái rào cản pháp lý của Hoa Kỳ và những cái cú chạm tay mạnh hơn, sâu hơn vào trong lĩnh vực crypto của chúng ta, thì đó là một cái điều hoàn toàn không cần thiết. Và tốt nhất đó, thì các nhà tổ chức quản lý tại Hoa Kỳ thì nên tách biệt khỏi thị trường crypto đi, tại vì đó mới là điều tốt, chứ còn ông nhúng sâu vào quá thì tôi không đồng tình với cái quan điểm này. Và ông cũng nói thêm là cái sự kiện mà đang diễn ra tại Trung Quốc đó, khi mà Trung Quốc thực hiện một những cái lệnh đàn áp có thể nói là nghiêm trọng nhất trong lịch sử, kéo dài từ quá khứ đến hiện tại nha anh em, thì Elon Musk ông cho rằng là cái vấn đề này là cái vấn đề là cái âm mưu. Ông không chỉ ra thẳng là đây là âm mưu của Trung Quốc đâu, ông chỉ nói rằng là vì cái lĩnh vực crypto của chúng ta, tiền mã hóa của chúng ta là một lĩnh vực rất là phi tập trung đó, là và nó phân quyền, tức là phân tán quyền lực ra, không có bị ai chi phối một cách nó quá là mạnh mẽ và nó quá là độc tôn như vậy. Và cái điều này đã khiến cho Trung Quốc không mấy hài lòng về cái vấn đề này. Thì ở cái video đợt trước mình có chia sẻ cho anh em về cái bức tranh toàn cảnh giữa cuộc chiến Trung Quốc và tiền mã hóa kéo dài từ lịch sử đến hiện tại bây giờ ra sao á, thì mình cũng đã nói về cái âm mưu CBDC của Trung Quốc là do họ đang lo sợ trước cái mối đe dọa của crypto, thì nên là họ mới thực hiện những cái biện pháp tung tin tức như vậy, cũng như là những cái lệnh cấm, những cái lệnh đàn áp ngày càng nghiêm trọng như vậy. Thì anh em muốn xem lại thì anh em có thể click vào cái video Trung Quốc, toàn cảnh drama Trung Quốc và tiền mã hóa ra sao cùng với Bitcoin ra sao ở video bên dưới nha. Mình sẽ để cái video đó ở đường link bên dưới cho anh em. Và một cái thông tin khá là thú vị cuối cùng mình muốn chia sẻ đó cho anh em, tại vì khi mà chúng ta đang ở trong một cái bối cảnh nó rất là tiêu cực, nó rất là bi quan như vậy, thì tâm lý của chúng ta không thể nào bi quan được, đúng không anh em? Chúng ta vẫn phải hướng về những cái điểm sáng, tại vì là thị trường tài chính mà đặc biệt là thị trường crypto nữa, thì chúng ta sẽ không nói trước được một cái điều gì cả. Thì một cái thông tin thú vị cuối cùng mà mình muốn gửi đến cho anh em đó, tức là anh em có biết đây là một cái nhân vật đã quá là quen thuộc với chúng ta rồi, đó chính là CZ ha. Ông là CEO của sàn Binance. Thì ông đã đưa ra một cái thông báo trên chính trang cá nhân của mình, đó là vào 4 năm trước nè, và tầm khoảng 4 năm trước, tức là năm 2017 đó anh em, thì Bitcoin đã đạt một cái mức ATH là $5,000 tại ngày 1 tháng 9. Nhưng sau đó là Bitcoin đã thực hiện một cái cú crash để mà đâm xuống $3,000 vào tầm khoảng là 14 tháng 9 ha. Và đây, cái này là cái mà mình cảm thấy mình thích nhất ở trong một cái thông tin như thế này, đó chính là, và phần còn lại thì bạn cũng có thể đã biết rồi đó. Tức là sao? Tức là khi mà Bitcoin đã có một cái cú crash như vậy vào tháng 9 á, thì bắt đầu từ giai đoạn tháng 10 trở đi và đến cuối năm thì Bitcoin đã lập một cái mức đỉnh mới tại mức $20,000. Và nếu chúng ta tính từ cái mức crash $3,000 tới $20,000 là có phải là nhân 6, nhân 7 hay không? Đó, thì đến thời điểm hiện tại chúng ta cũng đã đang phải gánh chịu một những cái cú crash liên tục như vậy, và Bitcoin đang dao động ở mức giá là tầm khoảng $41,000. Vậy nếu tính theo đó, nếu tính theo cái bức tranh lịch sử năm 2017 đó, thì từ khoảng thời gian tháng 9 này đến cuối năm thì chúng ta sẽ nhân khoảng 6 lần đi, thì có phải là trên hơn là $200,000 hay không? Đó, thì cái thông tin này chỉ là một cái thông tin vui, một cái thông tin thú vị để tăng cái sự lạc quan của anh em cũng giống như là cá nhân mình thôi, chứ đây không phải là cái dự báo rằng là Bitcoin cuối năm sẽ đạt mức là trên $200,000 như lời của CZ ha. Thì bằng những cái thông tin này, bằng những cái sự lạc quan này, thì cũng sẽ giúp cho anh em, tinh thần của anh em trở nên mình minh mẫn hơn, mình không có còn phải là quá là u tối nữa đó, tại vì mình theo cái thị trường mã hóa này là cái thị trường theo một đường dài mà,
Vì thế chúng ta không thể nào chúng ta cứ liên tục bi quan như vậy được, mặc dù là mình biết rằng là tâm lý của anh em cũng giống như là mình cũng vậy thôi. Trong 2 tuần này thì nó rất là trì trệ và cái cảm giác nó rất là khó chịu, đúng không? Ok, vậy thì mình cũng cảm ơn anh em là đã là theo dõi mình trong cái video này. Và nếu mà anh em thấy hay hoặc là anh em có những cái bình luận, những cái ý kiến nào, những cái ý kiến trái chiều cũng được, tức là anh em không đồng quan điểm với mình cũng được, tại vì là mình luôn, tại vì là mỗi người mỗi quan điểm, và những cái quan điểm đó chúng ta đóng góp cùng với nhau, chúng ta sẽ tạo nên một cái cộng đồng, sẽ tạo nên một cái bức tranh nó toàn diện hơn, chứ không phải là những lời mình nói ra, cái ý kiến quan điểm mình nói ra là nó hoàn toàn đúng, nó sẽ có những cái sai hoặc là những cái quan điểm chủ quan của mình, và có thể là những anh, cái quan điểm của anh em nó sẽ là một cái quan điểm nó cởi mở hơn, nó đúng hơn thì sao, thì anh em đừng ngần ngại để mà comment vào bên dưới video này để cho mình biết rằng là anh em đang nghĩ gì, cũng giống như là anh em đang có những cái hành động, những cái kế hoạch dự trù nào trong cái giai đoạn này của thị trường tiền mã hóa. Và đó cũng là những cái nguồn động lực to lớn để mình cũng giống như đội ngũ Coin68 có thể gửi đến cho anh em những cái thông tin kịp thời và những cái thông tin hữu ích đến cho anh em nha. Ok, một lần nữa mình xin cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở video tiếp theo nha. Bye bye anh em.